bác về bác lắp cái bộ này giúp em nhé, là để cái bộ này khi mình lắp vào là mình để liệu sao này nó ăn vào đất và nó chạy, bác lắp ngược ấy thì là máy nó sẽ chạy không quay. Còn là bộ này thì về nhé bác, cái này cuốn vào trong họ thôi bác, về bác vào cái con ốc đằng sau chỉnh to nhỏ và sâu hay trúc xuống hay ngẩng lên là ở cái này đấy, đấy. Còn đâu bình thường ấy các bác là về là cái này là cái cánh tay đòn thì các bác nắp vào cũng được mà không lắp được, nhưng thường thường các bác là bao giờ lắp cái này trực tiếp luôn, bỏ cái cánh tay đòn, cái này nó mới to một cái này. Đấy. Chốt ý, thì là ở trong bộ bộ này là bọn em có dư khoảng hơn chục bộ. Rồi.